mình làm ké á, làm nè, ké nè, ké mình cắt dài ra nè, làm nó tạo út giấm mình cắt ra nè, đó, đây là ké nha, là ké đó, ké. Còn đây là hành tây nè, hành tây mình sắc sẵn rồi nè, để mình bóp gỏi ké đây nè, thấy không? Còn đây là bắp xua chuối nè, bắp chuối mình sắc mình ngâm là khỏi, mình từ từ mình bóp rồi mình mới vớt ra, cho đỡ mình vớt ra cho nên là bắp chuối nó chỉ đen, cho nên đỡ ngâm cho trái bắp chuối này nè. À, còn đây rau, rau thơm, à, rau thơm với tí tơi nè, à, để mình trộn gỏi nè các bạn. Còn bánh tráng nó kèm với rau rồi nè. Còn đây bánh tráng nè, đó, khi mà gỏi chiếc ấy rồi á, như vậy xong hết rồi á, thì bắt đầu á mình ăn, mình dùng với bánh tráng. Đó, bây giờ mình vẽ muối ớt, nè. Hả, các bạn thấy không, muối ớt kìa đem trộn gỏi nè, vẽ á. À, làm chút cơm bóp ké á, là người ta bỏ chút muối, chút bột ngọt nè. À, đây là bột ngọt nè, bỏ cái bột ngọt vô, một tí đường vô, rồi ta vẽ ớt tỏi, này là ta vẽ ớt trong cái khoáng trong mình rồi, rồi ta mới bóp, mới bóp, nhanh bóp rồi xong rồi á là rất đầu mấy bạn ha, khi mà ăn á xong rồi mấy bây giờ mới ăn á thì mấy bạn dùng cái bánh tráng nè, cái bánh tráng nè, bánh tráng, mình dắt cho thiệt réo. Giờ mình trộn cho nó thấm đi mấy bạn. À, trộn lên cắt. Các bạn giờ mình trộn nè, trộn gỏi nè. Trộn gỏi bây giờ mình trộn vô. Mình trộn vô là bắp chuối nè. À, với lại hành tây. Mình trộn vô rồi cái chanh nữa là đầu là mình bóp lại mình vắt ấy rồi. Mình bóp nè. Bóp cho nó thấm nè. Dạ, bóp nó bóp cho đều á. Giờ đem cho xong rồi mà. Chưa. Bóp đều mà xong rồi nó mới cậu mai dắt. Dắt thả vô nè. Dạ béo. Mình úp xong rồi mình cho nó thấm xong rồi giờ mình vắt ra thiệt rét rồi các bạn á, cho nước nó chảy. Bé bình đang lùi gì tạo luộc đều đủ bé bình luộc đều à đúng không? Ngon à, rất là ngon. Gỏi ké ha, gỏi ké và trộn ha. Giờ mình trộn gia vị vô. Ủa ai đâu uống gì chứ vậy? Ấy chưa, bẫy lên cho. Ra qua rồi, tắt ngay rồi. Giờ mình bỏ ớt, tỏi, đường, muối, cho mình trộn đều lên cho nó tắt. Người dùng tối dễ đập phộng nè, quay. Có dễ đập phộng nè, quay. Ai dư dễ nha. Giờ mình dễ đập phộng nè. Dễ cho nó. Dập đi dư dễ nè. Giờ mình dễ đập phộng nè các bạn nha. Mắm nha, cái thùng mắm thêm đồ nữa rồi nha. Lấy kéo quỳ đi kéo cắt đâu. Rồi trộn đậu phộng vô ha. Mày thấy chi nét không? Nói giùm chị Trinh là đem mắm muối bỏ rồi. Chị Trinh, lấy keo sắp lâu dễ đậu phộng mà, dễ đậu phộng, dễ đậu phộng mà, trộn gỏi là không có dễ nát, chỉ chập chập thôi. Ăn muối gì nữa? Đòi muối tát muối gì mày đòi? Muối gì mày hả? Mới nè, muốn quay cứ hơn tội à.
Dưa, đỡ lại ít quả mắm. Còn nữa không? Đó, còn nhiều không? Bỏ dùng ít thôi. Đó, là còn đem mắm được á. Dễ nhuyễn không? Dễ nhuyễn, thức bỏ mắm. Đây mình dễ, còn lại mình dễ nhuyễn nè. Hồi nãy chảy dập dập là bỏ vô gỏi cho nó ngon, ăn cho nó thơm. Còn đây giờ mình dễ nhuyễn nè, để mình làm nước mắm. Quay thì nhận ít tiền hơn là quay đó, đưa thằng lé xuống cho nó bỏ cái mắm này. Giờ mày xuống bỏ vô nước mắm đó, trộn mà. Giờ trộn ra đó. Trộn là rút lấy dĩa hay con quay? Lấy dĩa lên luôn lé ơi. Giờ nè mình làm xong rồi, giờ mình múc ra dĩa, giờ mình ăn nè mấy bạn à. Một bạn cùng ăn cho vui luôn à. Giờ mình bánh tráng nè. Ủa cái nào biết rồi gái. Này giờ mình ăn gỏi thuốc ăn rồi à. Giờ mình gắp gỏi ra mình ăn. Bánh mì chị à. Ăn cái mắm. Mấy ăn gì à, rất là ngon. Mà sáu ra mà sáu. Còn bé bánh tráng thử ăn rồi quên. Bánh tráng uống nước cuốn ăn ngon à. Vô ăn đi. Ngồi chén không mà. Rồi không làm. Mấy bé khỏi mấy ăn mà đâu ăn đủ đường lại cha nè à. Có 16 kiếm mắm. Hello. Bánh nè. Bánh nguyên quay. Nguyên hả? Để đi mà. Để đi thôi. Vô sớm giờ á. Lên thôi, còn lên thôi. Bạn bỏ ăn chậu nha, ngủ nằm cái tay cái đầu. Giống mày không cho bạn ăn chậu mà. Ăn chậu chứ nhậu gì. Đang làm thấy không? Chơi đâu không? Như đó à, ai? Con nước ăn khui nước ngọt đâu uống ăn. Để bà cho bà đèn mình bà đèn mẹ nó đi. Hả? Con khui nước ngọt đâu. Đáng bên thằng đổ vô. Ê, đã con bãi nước ngọt. Kè bự hả? Đúng kè. Cá kè bự á. Mày nói không chịu ăn. Cái gì mày nhạt luôn. Mình ăn gỏi uống nước ngọt nha mấy bạn. Dịch bệnh Covid nha, phải làm ra tiền nên giờ mình uống nước ngọt cho uống bia nữa.
Đúng rồi mà xấu quá anh. Mà xấu quá. Gọi vừa ăn mà xấu. Gọi đó ăn vừa ăn không? Vừa. Nói cho gặp đầu xong tivi xong thấy ngọt. Nói cho lên tiếng cho. Vừa ăn. Ngon. Mỡ ké rất là ngon. Ăn được mình làm. Tôi không thể đi học với nhỏ nữa. Má tôi đã đâu mất tiền thuốc rồi. Không có tiền đóng học. Trời ơi, không lấy tiền nó. Chết. Điện thần cũng đi. Vào xô đây cháu ăn nhiều vui. Không ngoài miếng thảo. Quay đi à, cho các bạn xem cho. Cảm ơn các bạn. Nhớ coi video mình, chia sẻ phim mình cho các bạn. Hẹn lại video sau. Cảm ơn các bạn, hẹn lại video sau. Nhớ ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn, hẹn lại video sau. Nhớ ủng hộ kênh mình. Biết à? Biết à? Thấy chưa? Cảm ơn các bạn, hẹn lại video sau. Nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Chia sẻ video của mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.